Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món chả cá xào cà chua nè cả nhà. Cái món này rất đơn giản ha cả nhà ha, nấu rất là mau, thì dành cho những cái người nào mà không có thời gian mà làm nội trợ đó cả nhà, rồi hoặc là mình muốn nấu món ăn mau á, chừng 5-7 phút là mình có một cái món ăn rồi. Ví dụ như cả nhà đi làm không có thời gian thì cái món này là cái sự lựa chọn ha, đầu tiên dễ làm. Ok, Hôm nay mình xin chia sẻ cả nhà cái món là chả cá xào cà chua nha cả nhà. Cái món này thì đơn giản, nấu ngon lắm cả nhà. Tại vì cũng mau nữa, vậy vì nguyên liệu thì nó đã có sẵn hết rồi ha. Mình mua về là mình chỉ cần là sắc ra rồi mình rửa, mình nấu chút xíu, xào chút xíu là mau thôi ha. Thì ở đây mình có chả cá nè, thì mình có khoảng 5 miếng, 6 miếng gì đó, tùy cả nhà, nhiều ít ha. Rồi cả nhà cắt cho mình ra như cái miếng vừa ăn như thế này nha. Còn cải chua thì cả nhà rửa sạch nha, cho xíu muối vô rửa sạch, rồi cả nhà cũng cắt ra như thế này, bớt dắt giữa một hai nước gì đó cho nó ra bớt cái chất chua ha. Rồi quan trọng cái nước xào này thôi, rất là đơn giản nha cả nhà. Rồi mình lấy ở đây luôn nha, một muỗng canh tương ớt, một muỗng canh dầu hào, rồi nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê đường ha, rồi một muỗng canh nước tương, rồi hai muỗng canh nước lọc đó. Rồi cả nhà chỉ cần quậy với nhau cho nó đều thôi ha. Đó, rồi cái này á, là nó vừa gia vị để cho mình xào đó cả nhà ha. Rồi bây giờ mình vào bếp và mình chỉ chuẩn bị một cái xíu tỏi á, để mình đập dập, để mình phi lên rồi bắt đầu mình xào thôi. Đơn giản ha. Món này nóng mau lắm cả nhà nha. Rồi các bạn cùng mình vào bếp nhé. Rồi mình vào bếp nha cả nhà. Thì cả nhà cho mình hai muỗng canh dầu ha. Rồi cả nhà đập một chút xíu tỏi á, để cho nó dập dập, rồi bắt đầu mình phi cho nó thơm cái dầu lên. Rồi mình bỏ cải vô mình xào trước nha cả nhà. Tại vì cái chả cá của mình nó đã chiên rồi, cho nên mình cũng không có cần phải chiên lại đâu ha. Đó, khi dầu của mình nó nóng lên rồi á, rồi cả nhà bỏ cải vô nha. Đó. Rồi, rất là thơm luôn, thơm mùi tỏi nha cả nhà. Xào qua xào lại nè, để cho nó cái cải của mình nó béo á, đồng thời nó cũng là săn chín lại sơ đó ha. Rồi xong rồi bắt đầu mình mới bỏ cái chả cá vô mình xào luôn ha. Xào chung xong bắt đầu mình quậy cái nước sốt đó vô, là bắt đầu mình bỏ vô mình kho khoảng 5 đến 7 phút thôi là xong ha. Tại vì cái này hầu như là toàn bộ là cái nguyên liệu của mình cũng đã chín hết rồi. Còn cải chua thì mình ăn sống sống chút xíu cũng được, không sao hết ha. Cho nên cái món này nấu rất là mau nha cả nhà. Rồi mình xào sơ qua rồi mình bỏ chả cá cho mình xào luôn ha. Đó. Rồi đó cả nhà, sau khi xào qua xào lại xong rồi bắt đầu mình sẽ bỏ cái nước gia vị á. Hồi nãy mình đã lấy đầy đủ hết rồi cho nên rất là gọn ha. Đó, mình bỏ xíu vô rồi mình kho thôi. Nói chung mình xào mà như kho vậy đó, để cho nó thấm cái này vô lại á cả nhà. Cái nước này nó thấm mà nó kiệu kiệu, nó kêu lại á, thì của mình nó mới ngon ha. Rồi cả nhà vặn lửa nhỏ cho mình, riu riu cho mình khoảng 5 phút thôi ha. 5 phút, 7 phút là bắt đầu cái món của mình là xong rồi nha cả nhà. Chín rồi mình sẽ review ra cho cả nhà xem ha. Món này nấu rất là mau luôn ha. Xin chào cả nhà, mình mới vừa hoàn thành xong cái món chả cá xào cà chua nè cả nhà. Cái món này rất đơn giản ha cả nhà ha, nấu rất là mau, thì dành cho những cái người nào mà không có thời gian mà làm nội trợ đó cả nhà, rồi hoặc là mình muốn nấu món ăn mau á, chừng 5-7 phút là mình có một cái món ăn rồi. Ví dụ như cả nhà đi làm không có thời gian thì cái món này là cái sự lựa chọn ha, đầu tiên dễ làm. Ok, cũng đơn giản nữa ha, và đồng thời rất là hao cơm nha cả nhà, nó đậm đà mặn mà đó, theo cách mình nêm thì nó cũng vừa ăn ha. Đó, các bạn nào mà muốn chấm thêm xì dầu ớt thì mình bỏ thêm một chén xì dầu ớt để mình chấm ha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thích kênh của mình, nhớ like và chia sẻ giùm ha. Đồng thời cũng đừng có quên đăng ký kênh nha. Cả nhà đăng ký kênh để không có bỏ lỡ những video mới nha. Mình có cái kiến thức gì về ẩm thực, mình sẽ chia sẻ với cả nhà hết. Để ai cũng có thể nấu được những cái món ăn ngon cho gia đình mình. Công thức thì rất là đơn giản, cách nấu thì nhanh, mau, gọn lẹ, để cả nhà không có phải tốn nhiều thời gian ha. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.